The Ulanzi J12 is an omnidirectional microphone. Micro Ulanzi J12, bộ phát và thu âm giọng nói không dây, khoảng cách thu lên tới 20m, vẫn giữ âm thanh trong trẻo rõ ràng, lọc mọi tạp âm và tiếng ồn xung quanh, tốc độ ghi 30 hình trên giây, giúp việc thu âm không bị đứt quãng. Cổng sạc kết nối tai C-Lightning, pin 800mAh, sử dụng lâu thoải mái mà không lo hết pin khi sử dụng. Ulanzi là một thương hiệu nổi tiếng chuyên sản xuất các sản phẩm công nghệ về âm thanh và ánh sáng, rất thích hợp cho việc livestream, làm vlog hướng dẫn. Đây là sản phẩm bán chạy và đánh giá cao trên Ali. Để biết thêm chi tiết sản phẩm, vui lòng truy cập website. One of the important features of this microphone is you can use it up to 65 feet away from the receiver. Amazing, right? The design of this product is also beautiful, and you can actually charge all of them at the same time in the case. Plus, the case can also act as a power bank for the microphones and the receiver because it has its own internal battery. Because of this, you can make sure that you will always have enough battery life to finish your projects. This microphone will also last for 6 to 7 hours, enough time for you to finish your content. So what do you think?